mẹ của tôi đẹp vô cùng. Một câu thôi, hoa hậu của làng, xinh, trắng. Thường thì mình mặc cũng ít màu sắc, còn mẹ lúc nào cũng hoa lá cành, cây cối nào cũng hớn hở vui vẻ. Mẹ mình là một người cực kỳ chăm, ngồi thợ may mà 22 năm thì nó là một cái sự chăm chỉ với lại kiên trì quá là kinh khủng. May mình cũng được thừa hưởng một chút. Mẹ rất là bộc trực, có gì nói lấy, rất là vui, rất là sởi lời. Cái cách ngoại giao của mẹ rất là giỏi ấy. Kiểu đối nội, đối ngoại, hàng xóm, các thứ ấy ạ, đều rất là tốt. Thích ở bà là bà thi cho chồng đứa con mà rất là nhẫn nhịn. Không thích ở mẹ chính là kiểu ôm đùm quá nhiều việc, lo toan quá nhiều thứ ấy. Tiết kiệm lắm, con cái mà mua bán gì, biếu xén gì cứ hỏi thế mẹ ăn chưa, mẹ ăn rồi nhưng có khi vào sờ lần vẫn còn để nguyên si. Mẹ mình thì là nói nhiều, nói nhiều về những cái việc mình làm sai hay mắng, quan tâm hơi thái quá. Mình quyết định vào trong Sài Gòn, ngày nào mẹ cũng gọi vào cái khung giờ đấy, lúc nào cũng là cái câu đang ở đâu đấy, ăn cơm chưa, mình có thấy phiền. Em thì không thích mẹ không ở với em đâu, vì năm lớp 4 mẹ em mất rồi. Mẹ mình bị ung thư vú, mẹ mất vào mùng 2 tháng 10 dương, sau đấy là 20 tháng 10. Thì anh em có mua một bông hoa để trên bàn thờ. Em nghĩ lúc đấy thì chắc là nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trước là 20 lớp 8, lớp 9 bắt đầu nghĩ rồi. Kiểu hay khóc buổi đêm, rồi úp mặt tường ngồi khóc. Thì tức là vẫn sẽ có những cái suy nghĩ, những cái chạnh lòng. Mình như là một đứa con bất hiếu. Mẹ mình mất, mà khi mất ý, là không được về trước chữ tang, mà chú lại phải liên tục tham gia các chiến trường đau đớn lắm. Mới có một năm trôi qua thế nên là nhiều khi quên mất là mẹ đã mất rồi, xong mẹ cũng muốn nhắn tin tặng quà nhưng mà cũng không còn nữa. Nếu tính từ bé thì chưa bao giờ em tặng hoa, còn lớn lên rồi thì muốn tặng nữa thì cũng không tặng được, bởi vì đâu có ai tặng nữa. Nên trân trọng những cái gì mình đang có, bởi vì khi mất đi rồi thì bạn mới hiểu được nó to lớn, nó ý nghĩa nhà đối với mình. Nên trân trọng nó vậy ạ. Thì nếu mà có cơ hội được tặng hoa thì hãy tặng đi ạ, bởi vì có thể biết đâu nếu chẳng may đấy, bạn sẽ không có cơ hội này nữa. Mẹ ơi, tặng mẹ bó hoa vì nhiều dịp 20 tháng 10 rồi là 8 tháng 3 muốn tặng, nhưng mà toàn tặng đồ con thích hay là mẹ không thích. Con trai hiếu tổ tặng mẹ yêu ơi, con lại thích thế. Ôi, hôm nay ngày gì mà con tặng mẹ này? Không ngày gì cả. Nhân ngày ở trọ về, trai thoáng ở trọ về. Cảm giác sao mẹ thấy thế nào? Chả thấy thế nào. Ôi nhưng mà giời, nhớ mẹ là khó đúng không? Không có người ngửi quần áo để giặt này, không có người nước ép hoa quả sẵn lên tận mồm mà được bó hoa. Cô ạ. Chào cô ạ, cháu tên là Kiên ạ, bên cửa hàng hoa yêu thương ạ. Chả có bạn Mai Anh bán đặt bên cháu để mà gửi tặng cho cô ạ. Đi làm chả biết được bao nhiêu mà cứ hay mua. Con yêu mẹ lắm, mẹ hãy cứ yên tâm về con nhé. Nó ngoài này thì đỡ hơn. Cô chỉ mong là con ở trong đấy luôn luôn mạnh khỏe. Đi đứng hay làm cái gì cũng phải thật là cẩn thận. Làm cái gì cũng phải nghĩ trước, nghĩ sau và nghĩ cho nó chu đáo đi thì hẵng làm. Còn ở nhà thì bố mẹ có anh rồi, cũng con đỡ lo lắng hơn.
hạnh phúc lắm, vui lắm. Tặng hoa cho mẹ này, mẹ thọ sống lâu, lúc nào cũng tươi như là các con mừng rồi. Thế còn tiền thì bao nhiêu cũng hết. Con mình chỉ tặng cho mình có thể không phải là bó hoa, chỉ là một bông hoa thôi, cũng có thể là lúc nào mình có thể vui và mình cười, mình nghĩ cái bông hoa đó và mình hạnh phúc lắm.